Hi, welcome back to my channel Starts Gonna Go. Và mình sẽ vào tờ kênh đầu tiên. Ok. Các bạn like, share, subscribe hộ mình nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ phải điều khiển để mở cánh cửa ra. Ok, let's go. Đã mở ra rồi. Một chú gà. Xem có gì đấy không? Các bạn phải đi cẩn thận ở đây không là bị té ngay. Wow. Let's go. Chú gà bắt đầu sự di chuyển rồi. Và mình sẽ xem chúng ta đi đường nào. Chúng ta đi đường kia. Oh my gosh. Wow. Oh my gosh, hy sinh luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, tựa game thứ hai. Cái này khá là tối tăm. Cửa đã mở ra và tiếp tục mình sẽ tiến sâu vào trong. Ở đây khá là tối tăm. Xem có lúc bật điện không. Có một quái vật đang gần đây. Phải cẩn thận. Let's go, let's go. Vẫn còn. Tiếp tục.
Oh my god, sao khá đông vậy? Nhảy nào. Nhảy tiếp. Và đây nhảy thật là xa, không biết có nhảy được không? Thử xem. Oh my god, hy sinh rồi. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba. Let's go. Di chuyển đến cái lỗ, sau đó thì mình sẽ ấn. Rồi. Và đây là gì? Tiếp tục vào. Quay thú, ok. Và sau đó mình sẽ tắt đi. Tiếp tục di chuyển vào trong. Đơ luôn. What's up? Bị đơ luôn rồi các bạn ạ. Cánh tay này cũng không rút về được luôn này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game cuối cùng. Chiếc hộp thứ hai. Ở đây hình như các bạn có thể chỉ cầm được hai chiếc hộp thôi. Tổng tất cả các bạn sẽ phải tìm 20 chiếc hộp tất cả. Oh my god. Chiếc hộp thứ 5. Chụp thứ 6. Chụp thứ 7. Và chụp thứ 8. Oh my god.
vẫn bị hy sinh luôn. Wow. Tưởng trốn luôn trong đó thì không biết gì, nhưng ai ngờ thì vẫn chết. Rồi ok, vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Hiện tại thì mình đang ở trên một con thuyền mà ông lái đò này thì ông ta đang treo, không biết là treo đi đâu đây. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đi được hướng này à. Di chuyển rất là khó luôn. Xong, nhảy. Oh my god, di chuyển tốc độ rất là khoai. Tủ cái này đi. Không hiện ra. Thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Nè, khá là bốc được. Tiêu diệt những con zombie ở đây đang bám sau xe trên một chiếc tàu này. Yeah.
cứ thế mà các bạn sẽ tiêu diệt con zombie đang bám theo trên của đang bám theo một chiếc tàu của mình, và mình đang trên chiếc tàu vừa đi vừa phải bảo vệ tránh những zombie này lao đến gần, và khi đó thì các bạn sẽ bị zombie tiêu diệt ngay. Và càng ngày thì zombie sẽ càng xuất hiện nhiều và xuất hiện nhiều hơn hơn. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Trong tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm kiếm những món đồ, sau đó thì sẽ lên chiếc xe này. Món đồ đầu tiên này, Full Craft. Tiếp tục xem trong này có gì không. Con tàu hình như đang gần đây. Chuẩn thôi. Khởi động. Các bạn sẽ để ý xung quanh xem có món đồ gì không, thì lúc đó các bạn hãy đi lấy tiếp. Và khi trên speeder xuất hiện, lúc đó các bạn sẽ bắn. Đây, trên speeder đây rồi. Ông ta chạy đi rồi. Tí thì đài. Đây rồi. Có thể dừng ở đây và tiếp tục di chuyển để xem có món đồ gì ở gần đây không. Oh my god, trên speeder ông ta đang ở đây. Wow. Ok, và bây giờ thì sẽ là tựa game cuối cùng. Play Story. Survive as you can. Đây không có gì. Ta không lên được trên này. Cánh cửa ở đây thì bị khóa rồi. Và tiếp tục. I smell fresh meat. Không có gì ở đây. Ông ta đứng ở đây thì làm sao các bạn có thể đi được. Mình sẽ thử chạy thẳng một phát xe đi thôi. Let's go. Wow. Không chạy thoát được khỏi cái đó. Ok. Có thể tựa game này làm bị lỗi rồi.